chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Thanh Tâm Vlog của mình. Thì trước mắt của mình đang là mẫu xe gắt hot hiện nay, đó là chiếc VF3. Thì mọi người nhìn thấy cái logo thấy không? Logo chữ V ấy, thì cái nhận diện thương hiệu rất là đặc trưng luôn. Nhìn vào thì mình sẽ biết là của hãng xe nào. Thì chiếc xe này là xe điện nha. Đây là lần đầu tiên mà mình thấy chiếc VF3 này trực tiếp ở ngoài. Thì cái cảm nhận ban đầu của mình là mình thấy ở ngoài nó rất là đẹp nha. Và nó kiểu như nó vuông vức á, nhìn nó cũng hầm hố lắm. Mình thì đó giờ mình chỉ xem ở trên phim ảnh thôi, trên những cái video đánh giá của các trang đánh giá xe. Nhưng mà hôm nay thì mình mới được coi trực tiếp. Thì hôm nay mình sẽ mời mọi người cùng với mình, chúng ta cùng soi chi tiết về chiếc VF3 này nha. Mình thì không chuyên về ô tô, chủ yếu là mình quay soi và nêu những cái cảm nhận, những cái suy nghĩ của mình về chiếc xe này đến mọi người thôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào cái phần đầu trước của nó nha. Đây là cái logo của chiếc xe và được mạ carbon nha mọi người. Mạ kiểu hai đường thẳng luôn, xong rồi có cái logo chữ V ở chính giữa. Và mình thấy nhiều hãng độ xe hiện nay, nhiều người mà khi nhận được chiếc VF3 này về thì những cái chữ V như thế này nè, người ta sẽ độ lại cái đèn, cái dải đèn, nhìn nó cho nó nổi bật hơn. Rồi ở đây là cái phần đèn của nó, cụm đèn đó. Thì mình quan sát là thấy là còn sử dụng cái bóng vàng nha, chứ chưa được LED. Xe này thì nó không có đèn gầm. Ở đây thì bằng nhựa thôi, nhựa đen. Ở đây là cái phần lưới tản nhiệt ở phía bên trong nha. Có cái bóng này nè, bóng này là bóng bi nha, kiểu bi cầu á, mà màu vàng. Thì cái đèn của chiếc VF3 này nè, thì hôm qua mình có đi và mình thấy cái độ sáng nó cũng tương đối, cũng đủ xài á mọi người. Thì chiếc VF3 này có nhiều phiên bản màu sắc lắm, nhưng mà cái phiên bản này là màu xanh, mà màu xanh kiểu chiếc cúp hồi xưa mọi người, cúp 50 hồi xưa á. Nhìn nó cũng đẹp nha. Pha thêm những cái màu sơn đen như thế này, nhìn rất là cứng con xe luôn. Và đây là ốp nhựa nha, phần ốp nhựa. Thì phần ốp nhựa này nè, thì nó sẽ giúp cho chiếc xe trông mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn. Và nó sẽ ít bị chạy xước hơn, thay thế đồ nó cũng dễ, nó cũng rẻ tiền hơn so với là mình sơn màu sơn bóng như thế này. Tại vì khi mà chạy vận hành trên đường á, cát đá bắn lên thì nó sẽ dễ bị chạy dữ lắm mọi người. Cái này thì mình chịu khó mình mua cái chai dưỡng á, dưỡng nhựa nhám á, mình rửa xe xong cái mình lau là nó sẽ mới thôi. Rồi mình sẽ đi tới cái phần lốp xe nha, cái phần lốp xe để mình coi thông số coi. 100 thông số là 175 nhân cho 75 G16. Và cái tên của lốp nữa nè. Thì cái phần mâm xe là bằng sắt nha, màu đen. Nhưng mà cái chủ xe người ta đã ốp thêm một cái phần này, mình nghĩ là bằng nhựa thôi. Đây. Nhưng mà nhờ ốp thêm á, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Nhìn đẹp hơn đó mọi người, so với cái lúc mà không ốp nha. Nè, để mình quay kỹ cho mọi người xem. Tới cái phần gương thì thật sự là nếu mà hãng xe làm cái phần gương trông nó đẹp hơn thì mình nghĩ là nó sẽ thẩm mỹ được nhiều hơn. Cái gương này thì nhìn nó rẻ tiền quá, nhìn nó đơn giản quá. Bằng nhựa thôi. Và nó có độ rung rinh nè, mọi người thấy nè. Thì cái phần này nó cũng bự. Cũng bự, chắc quan sát cũng được. Cái này thì chủ xe đã dán phim cách nhiệt rồi nha, cho nên là nhìn nó rất là đen. Cửa nắm được màu đen. Màu này là màu sơn bóng nha, nghe là đây là cái lỗ sạc nè. Nghe đây là cái lỗ sạc của xe. Còn kích thước bánh sau đây, bánh sau cũng y như vậy thôi. Nè, cái phần ốp này á, tuy là nó đẹp thiệt nhưng mà nó dễ bị chày nha. Nè, mọi người thấy không? Tại vì bằng nhựa mà. Mình thấy thì hiện tại á, là những hãng độ á, những cái shop độ á, người ta cũng đã ra được cái loại mâm dành cho chiếc VF3 này rồi.
mình thấy thì thiết kế cũng đẹp ấy. Cái phần hốc ở đây thì có hai phần cộng dây điện nối lại, thì mình không biết để dùng làm gì. Và đây là cái phần lò xo ở phía bên trong, màu đen nhưng mà rất là to nha. Thì hôm qua mình có ngồi trên chiếc xe này và mình đi ngồi trên á, thì mình thấy là nó cũng qua những cái gờ, những cái ổ gà thì nó cũng, con xe cũng cứng đấy, nhưng mà nó không được mềm mại nha, nó cũng không được êm ái cho lắm. Nhưng mà phụ cũng rất là to, chắc nè, để mình quay cho mọi người xem. Ở phần này thì cái nắp capo này, điều đặc biệt của chiếc V3 này là không mở ra được nha mọi người. Trừ khi là ngay đây nè, có những con ốc nè, phần ốc nè, mình mở cái này ra thì mình mới mở được cái nắp capo này ra được. Mình nghe đâu là ở đây chỉ có cái bình ắc quy thôi. Thì cái V3 này nè, nếu mà mình thấy có nhiều xe, chủ xe họ đã độ cái giá ở trên này, nhìn cho nó chiến hơn. Đây là cái phần đằng sau của con xe nè. Đằng sau thì nhìn nó hơi cục nha, nó không có dài ra được. Đây là phần đuôi của con xe nè mọi người. Nhìn thì nó cũng tổng thể nó hòa hợp với cái phần đầu nha. Thì dường như mình thấy là chiếc V3 này đều sử dụng bóng đèn vàng thôi, chứ chưa được lên LED nha. Tại vì với cái mức giá này thì chắc mình nghĩ người ta tiết kiệm cái chi phí sản xuất để bán được cái giá tốt nhất cho người dùng. Đây có cái logo V3. Ngay đây thì chắc là cái cảm biến á mọi người. Thì chủ xe cũng đã lắp một cái cam ở phía sau rồi. Thì hôm qua mình thấy là cũng nét lắm á. Đây có thêm một cái cảm biến nữa, là hai cảm biến thôi. Đây là kiểu cái gì? Nhãn dán năng lượng đây mọi người. Mọi người có thể thấy 83,3W trên 1 km. Mức điện năng tiêu thụ nè. Và đây là cái mức tiêu thụ thực tế mà của nhà sản xuất đưa ra nha. Thì cái mức tiêu thụ này là trong cái điều kiện tốt nhất mà người ta thử nghiệm á mọi người. Còn nếu mà mình sử dụng trong cái điều kiện ở ngoài thì chắc chắn là nó không được như thế này. Thì đã được lắp cái anten này rồi. Mình không biết là anten này là zin hay là chủ xe độ thêm đồ lại. Nhưng mà mình thấy là cái anten kiểu này đẹp hơn so với cái kiểu mà dài ra truyền thống. Đây cũng có cái logo trải dài giống như là ở mặt trước. Mình thấy hãng xe VinFast họ làm rất là hay, tại vì kiểu như cái độ nhận diện của họ rất là cao á. Khi mà chạy xe trên đường thấy cái kiểu mạ carbon này nè với cái logo là nhận ra liền. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở cái cốp sau ra cho mọi người coi nha. Đây là cái không gian cốp sau của chiếc V3. Thì dường như là không có dư được gì luôn, chỉ còn nửa gang tay thôi so với nếu mà mình kéo cái ghế ở phía sau lại. Thì cái ghế này cũng có thể là ngã xuống được như vậy nha mọi người. Nhưng mà do có con gấu nó đó cho nên là để xuống ở dưới không được. Thì khi mà gặp hàng ghế sau thì cái khoảng trống nó còn dư khá nhiều. Thì xe này là sản xuất dành cho đô thị thì mình nghĩ là thích hợp ngồi hai người thôi. Còn hàng này thì để đựng đồ vali hay là đồ đi chợ, đi siêu thị. Hoặc là cái hàng ghế sau này nè, chỉ dành cho trẻ em con cái đồ đưa đi học. Tại vì hôm qua mình cũng đã có ngồi rồi. Thì cái ngay phần ở phía sau này nè, nó hơi thấp nha. Ai mà cao có chừng trên 1m7 thì có thể là đụng đầu á.
Đây là bề ngang của con VF3 này mọi người. Để mình quay bề ngang cho mọi người xem. Ở trong clip thì thấy nó nhỏ vậy thôi, chứ ở ngoài là nó cũng cao và to lắm nha, gầm cao á. Cái khung gầm nó mình thấy rất là dày luôn. Cục pin thì được đặt ở phía bên này nè. Đây thì không thấy cái phuộc người ta để kỹ quá. Soi phần gầm ở phía bên dưới nè. Cái motor người ta đặt ở sau đó nè mọi người. À, phần phuộc ở đây nè. Đây là cục pin đây, cục pin đúng rồi, cục pin nè. Cục pin có cái bảo vệ nè mọi người. Màu đen nhé. Cục pin nó dài. Phần bảo vệ này là bằng sắt nha. Được sơn màu đen, sơn chắc chống gỉ sét á. Cái motor. Mình sẽ quay cái khoang nội thất ở phía bên trong cho mọi người xem. Thì chiếc VF3 này á, chỉ có hai cửa thôi nha, chứ không có bốn cửa. Thì bắt buộc là khi mà người ngồi sau á, muốn ngồi sau á, thì bắt buộc là phải hạ cái ghế này xuống, xong rồi đưa lên để cho có cái phản chống để có thể ở phía sau ngồi. Trên này nè, thì cái tầng ở trên này thì nó cao nha. Chỉ có điều là ở dưới nó hơi cụp xuống thôi, cho nên là ở trên này thì ngồi rất là thoải mái luôn. Mình nghĩ ai cao cao chút cũng ngồi cũng không sao đâu, không có đụng đầu đâu, đụng tầng đâu. Đây là cái điều hòa nè mọi người. Cái điều hòa được viền sơn màu, màu này là màu nâu sữa cà phê. Đây, phần táp lô là chỉ là bằng nhựa nhám đen thôi, nhựa nhám đen. Tất cả đều là nhựa nha, chứ không có bằng gỗ hay bằng da. Ê! Đây là cái thắng và cái chân ga nha. Xe này là xe số tự động nha mọi người, chứ không phải là số sàn. Thì dường như là xe điện là không có số sàn đâu. Đây là phần vô lăng. Thì dường như là không có một cái nút gì hết, chỉ có nút còi thôi, nút bấm còi thôi. Và làm bằng nhựa nha, nhựa hoàn toàn. Còn đây là cái phần mà đèn điều khiển nè. Điều khiển gồm có bên đây và bên đây. Bên đây là phần chuyển số nè. Chuyển số thì dường như là mình thấy người ta nói là giống như những cái loại xe sang á mọi người. Đây thì có thêm cái phần để chai nước nè. Xe này thì mình thấy là phần để mà nước đồ á rất là nhiều nè, nhiều lỗ lắm. Như ở đây nè, đây mọi người thấy không? Có thể nhiều cái vách ngăn để đồ lắm. Đây là cái phần lẫy mở cửa. Và cái phần mà hạ cái kính này nè, mọi người biết ở đâu không? Ở đây nè, bộ điều khiển ở đây. Hạ kính là mọi người phải hạ cái nút này, chứ nó không có phần cửa. Thì cái điều hòa tất cả đều làm bằng cơ nha, không có nút cơ hết, chứ không có cảm ứng. Cái điều hòa của con này mình thấy là nếu mà bật cái chế độ cao thì mình thấy nó cũng lạnh á, nó lạnh cái chân nhiều hơn. Cũng lạnh lắm, người ngồi trước á cũng ổn nha, nói ngay cũng ổn. Thì mình trải nghiệm hồi hôm qua là mình ngồi ở đêm á mọi người, ban đêm á. Khi mà chạy ban ngày á, V3
với các tác nhân như là ánh nắng, xong rồi chiếc xe chạy nó nóng nữa, thì mình nghĩ là nó sẽ tụt pin hơn. Và cái điều hòa nó sẽ không mát bằng ban đêm, mình nghĩ là thế, ban đêm thì mát mẻ hơn. Khi một phần nữa là cái hàng ghế thứ nhất á, ngã rất là ok nha, ngã ngồi thoải mái lắm. Nhưng mà có điều là làm bằng nỉ thôi, chứ chưa được bằng da nha. Bằng nỉ thôi mọi người, chứ không bằng da. Chỉnh là tất cả là đều bằng cơ nha, chỉnh bằng côm hết, chứ không có là tự động đâu. Thì chủ xe cũng đã lót thêm cái lót nữa nè, lót sàn. Lót này bằng nhựa gì á, bằng nhựa cao su thôi. Đây, ghế thì có thể trượt lên nha, trượt lên. Khi mà ngồi ở đây nè, đây là cái của người lái, cái phản của người cầm lái nè, nhìn rất là thoáng nha, cao, nhìn cao lắm, theo như mình thấy là cao nha. Cái vô lăng kẹn à, có 4 lỗ điều hòa nha mọi người. Đây hai lỗ nữa nè. Cái màn hình tới 10 inch nè. Con này thì màn hình khá là to, nhưng mà cái màn hình nó hơi dở nha. Mình thấy chủ xe người ta nói là cái màn hình nó bị lát nhiều lắm. Đây có thêm cái tem gì nữa nè. Cái tem này là hình như là cái tem người ta dán hay là có ý nghĩa gì không mình cũng không biết nữa. Ai mà thí dụ cái tem này là mình không biết là người ta có cái ý nghĩa gì không, hay là cái thứ tự của chiếc xe sản xuất. Kiểu như chiếc xe này sản xuất là chiếc xe thứ 2226, mình nghĩ là thế. Không biết đúng không nữa. Thì cái gương này á là mình nghĩ là chủ xe chắc đã thay rồi. Tại vì gương này nó hiển thị cam luôn nha, cam 300, cam trước cam sau luôn. Chủ xe gắn cam trước cam sau, mình thấy vậy. Nó được hiển thị ở đây luôn. Lùi là hiển thị ở đây. Còn cái màn hình này á là mình thấy là nó chỉ hiển thị là số km rồi mấy cái thông số cơ bản thôi, giờ này kia thôi. Ngay đây không biết là cái gì, có thêm một cái remote nữa nè mọi người. Rồi cái phản đây, đi đồ. Xe này thì mình thấy là thiết kế thông dụng dữ lắm. Có nhiều ngăn vách để đồ lắm. Bên đây cũng có nữa nè, nhiều để nước suối rồi để khăn giấy này kia cũng được, cũng ok lắm. Đây có thêm cái này để này, để cầm cho chắc. Chủ xe chưa tháo cái này luôn. Đây thì cái này để che nắng thôi, phần tắp lô. Nhìn rất là rộng cao luôn, xe cao mà. Cái này là chưa có. À, một điều mà mình thấy ở chiếc xe này. Loa, hình như chiếc xe này chỉ có hai loa thôi mọi người. Đây, một loa ở phía bên đây và một loa ở phía bên đó. Thì cái loa của con xe này á, nghe rất là dở luôn. Nói thiệt dở hơn. Hôm qua mình đã nghe rồi, rất là dở luôn. Loa chủ yếu chỉ để nghe thôi chứ nó không có hay. Đây là phần ngồi sau, phần ghế ngồi sau. Thì con gấu này cũng khá là to đây, ngồi sau. Nhưng mà cái tầng nhưng mà ở trên đây mình đã nói với mọi người đó, thì nó hơi thấp. Ai mà 1m7 thì ngồi nó sẽ hơi đụng nha. Và cái hàng này nè, không có ngã được. Vậy là hết đá rồi đó. Nó hơi thẳng nha, nó không ngã được. Vậy là hết cốp rồi đó. Nói chung là hết cốp rồi, không còn để gì được hết. Chắc để cái dù được thôi. Nhưng mà có một chiếc xe như thế để đi với gia đình rồi cũng được lắm, cũng ok lắm mọi người. Đây đèn. Đèn thì bật thôi. Chỗ để chìa khóa nè mọi người. Chìa khóa bằng nút bấm rồi nha.
Con xe này á, do nó là xe điện cho nên là cái tiếng động cơ nó nhỏ nha. Với con xe này hình như là chỉ chạy mới có 2.000 mấy hay mấy ngàn cây thôi, cũng mới lắm, cho nên là mình cũng chưa biết là nó có bền hay là như thế nào không.